Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh bận rộn. Nhưng mà nỗi nhớ về quê hương trong mình lúc nào cũng hướng về tổ quốc, dân tộc. Cho nên những nan đề của đất nước nói riêng và trên cái đất Mỹ này nói chung thì các bạn thấy với kinh nghiệm sống của mình thì mình thấy ở Việt Nam nó vẫn còn có nhiều cái hay để mình học hỏi. Ở Mỹ này nói chung thì cái chủ nghĩa tư bản này nó rất là người dân chứ không phải giống như cái gì nghĩ đâu. Mỹ thì các bạn thấy nó bao che ghê gớm lắm, văn hóa từ chức của nó. Nixon, các bạn thấy tổng thống Nixon không, cũng vấn đề tham nhũng mà phải từ chức ấy. Nhiệm kỳ thứ hai tham nhũng từ chức rồi xong về kiếm được vài chục triệu trước khi chết. Mấy ông đó là lúc nào cũng làm cho mình cái viện bảo tàng để đặng mà đánh bóng tên tuổi của họ khi họ còn lãnh đạo, ghê gớm lắm. Các bạn biết những cái tiền đó đâu ra, những cái bảo tàng viện của họ, cái bảo tàng viện của họ, tiền thuế của dân đóng không? Các bạn thấy mà khi họ không còn tại chức, họ về các bạn biết họ được hưởng rất nhiều quyền lợi, lãnh lương rồi những cái quyền lợi của những người mà chính trị khi mà họ có vấp phạm gì chăng nữa, họ từ chức là về họ hưởng trọn tất cả những cái quyền lợi. Mà trong khi đó những người dân, các bạn thấy dân Mỹ mà đi làm đóng thuế, trả bill, trả nợ đủ thứ hết, nhiều khi tới buổi xế chiều rồi, nghỉ hưu rồi còn không đủ khả năng để lại mà lo cho cái cuộc sống buổi xế chiều, tiền lương hưu, lạm phát, đồ gia tăng, anh chị các bạn thấy. Nhưng mà trong khi đó những cái thằng chính trị gia rồi tụi nó tham nhũng là cứ từ chức về nó sống trên nhung, trên lụa, trên những cái đống bạc của nó. Các bạn thấy như ông Bill Clinton không? Ông là phạm tội vi hiến, vẫn làm hai nhiệm kỳ về, rồi xây dựng bảo tàng viện, rồi viết sách, rồi kiếm hàng trăm triệu đô la. Bà Hillary là một cái tay gọi là tham nhũng trong cái vụ án rất là lớn, gọi là Watergate, khủng khiếp lắm. Càng tìm hiểu về cái hệ thống chính trị Mỹ nó rất là khủng khiếp, chứ không phải như giống như các bạn ở trong nước các bạn nghĩ được. Chủ nghĩa tư bản là số 1, nó số 1 về vấn đề Mỹ dân, nó số 1 về vấn đề mà nó làm mờ mắt những kẻ mà cuồng nó. Nó làm cho con người ta, nó dùng cái sự gọi là ngu dân để đặng mà chỉ cái dân mà hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cho nên tôi chia sẻ về vấn đề tham nhũng để các bạn thấy mình cần phải trang hòa. Đó là lý do tại sao khi mà tôi nói ở Việt Nam tôi nhìn về vấn đề tham nhũng tôi nói chấp nhận được. Nhưng còn ở Mỹ thì rất là ghê gớm, những cái băng nhóm của nó, băng đảng của nó. Các bạn thấy nó nhai cả ông John F. Kennedy tổng thống, nó cũng mang tính cách tham nhũng trong đó, phe nhóm bè đảng. Bởi vì ổng không làm theo cái nhóm lợi ích của băng đảng mafia, nó thủ tiêu ổng. Ghê gớm lắm chứ không giỡn đâu. Mà những cái tin mà về vấn đề mặt trái của nước Mỹ, các bạn đốt đuốc kiếm có ông là Việt Nam nào mà dám kể đâu. Tại vì họ cuồng Mỹ đó, họ xem Mỹ giống như là thần thánh, giống như là cha mẹ, giống như là tổ tiên tổ quốc của họ. Đụng tới nước Mỹ của họ là họ nhảy đẫm lên, là họ đảo Lệ Minh, trục xuất Lệ Minh.
Tôi chia sẻ là lúc nào cũng bị xong rồi lúc nào cũng bị chửi tơi bời ba lá cho các bạn thấy. Tôi nói thật á, ngay cả người thân của tôi cũng bị chửi tơi bời ba lá. Đây họ nhìn nước Mỹ một cách rất là cuồng, phải dùng cái chữ như vậy. Và họ cứ nghĩ là tại sao tôi lại ở nước Mỹ mà lại nói xấu nước Mỹ, cái bộ mặt xã hội như Mỹ nó là như vậy đó. Các bạn thấy nhiều khi tôi online tôi không có chủ trương kênh hay là kiếm view gì cả, các bạn chia sẻ những cái like stream của tôi các bạn còn kiếm được lợi nhuận, còn tôi ra ai xong là tôi bị chửi tai bời ba lá, tôi bị dí, bị chửi, bị hâm, bị dọa. Ngay cả vấn đề mà mình thật sự mà nói, ngay cả vấn đề mà hạnh phúc gia đình cũng vậy, nhưng mà nghĩ đến quê hương, nghĩ đến những anh hùng dân tộc, họ đã cống hiến biết bao nhiêu xương máu cho tổ quốc mình, cho nên tôi thấy niềm đó, cái sự an ủi và đó là cái niềm tự hào. Mình nhìn đó mà mình đi đấu tranh cho cái lẽ phải, cho tổ quốc của mình. Trên này tôi chỉ chia sẻ thôi những cái kinh nghiệm sống và hiểu biết của tôi trên cái đất Mỹ này về với quê hương, để những người khác họ không có đi vào cái bánh xe đổ. Các bạn thấy có bị ghiêu người Việt Nam họ cùng Mỹ cùng tư bản, khi mà họ đến được cái xứ Mỹ và tư bản, người nào nói chớ giới chân, ở trong nước thì đấu tranh đủ kiểu đủ cách, Bạch Hồng Quyền rồi các bạn thấy không, Liễu Cài, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy, chàng đất ơi Nguyễn Ngọc Dương Quỳnh, biết bao nhiêu người qua được tới Mỹ thì sao. Tôi nói hơi quá đáng, nó còn thua con chó sống ở trong nước thì còn ngang dọc tung hoành, nhưng mà qua đến Mỹ rồi hỏi ơi cái đường đời, cái sự phũ phàng của nó, con người nó trở thành những cái cỗ máy sống quay vòng với lại cái chủ nghĩa vật chất. Tại vì Mỹ này tôi nói chưa bạn, không kiếm được đồng tiền, không có được cái cuộc sống mà gọi là tài chánh ổn định, vất vả lắm, chứ không phải giỡn. Nhiều người dân Mỹ họ sanh đẻ ở Mỹ này mà họ còn chết lên chết xuống, nói chi mà mấy cái thành phần mà cùng Mỹ bỏ nước qua đi rồi kiếm được chút đô la bắt đầu quay về chửi bới quê hương rồi xuyên tạc chống phá. Bởi các bạn thấy mấy cái tổ chức chống cộng hải ngoại này mấy chục năm nay nó có chống ra cái ôn gì đâu toàn là lừa đảo không à. Cái đám Việt Tân mà cái đám cờ vàng cờ xí đồ hải ngoại này lập nên thì lừa đảo quyên góp xuyên tạc chống phá đủ cách đủ kiểu và đủ mọi thủ đoạn hết. Tôi nhìn sống tôi nhìn thấy thì tôi chỉ chia sẻ vậy thôi, nhưng mà mỗi người có cái quan niệm, chứ tôi không có phải là lên đây để gọi là tẩy não ai đó, gọi là nếp vô lấy ai đó để người ta tin theo để cái những gì mà cái chiều hướng của tôi chia sẻ, không phải như vậy. Sự hiểu biết của mỗi người nó khác, sự nhận định của mỗi người nó khác, nhưng mà khi bước vào con đường sự thật rồi mới thấy thấy ơi cái đường đời cười ra nước mắt chứ không phải giỡn đâu đó quý bạn chị các bạn. Nói chung thì mình ít có livestream bận rộn ghê gớm lắm, cuộc sống mà mưu sinh hàng ngày các bạn biết, cơm áo gạo tiền. Nước Mỹ này nhìn ở bên ngoài nó hào nhoáng như vậy đó, nhiều người ai cũng mơ chứ. Tôi về Việt Nam tới nỗi mà cái ông mà không nhà không cửa
Tôi cho ở nhờ ở đậu mà ông còn nói ông mê đi qua Mỹ. Ông nói con chó mà nó còn mê qua Mỹ, tại vì ông nghe những cái đài tuyên truyền của mấy cái đám mà chống cộng hải ngoại như thằng Trương Quốc Huy đồ, các bạn thấy như mấy thằng đó nó lên đó nó nổ mê chạy theo trong sự ảo tưởng, cứ sống ngồi đó cứ mơ màng màng thôi. Thôi thì mình dừng lại ở đây, đây là cái đề tài thứ nhất, mình còn cái đề tài thứ hai thì rất là hấp dẫn. Mình đang nghiên cứu có nên chia sẻ không, có nên chia sẻ với lại quý vị không, bởi vì cái đề tài thứ hai mình chia sẻ có thể là sẽ bị ném đá ghê gớm lắm, nhưng mà mình thấy rất là buồn bởi vì nó ảnh hưởng tới cái uy tín của quốc gia trên cái cộng đồng quốc tế. Những cái truyền thông Việt Nam họ họ làm tôi thấy rất là mất mặt cho cái dân tộc Việt Nam mình. Là người tôi vào tôi xem tôi thấy họ tâng bốc và họ ca ngợi những cái sự việc nó không có đúng sự thật, và trong khi đó truyền thông báo chí ở nước ngoài người ta đưa những thông tin chính thống rất là rõ ràng, mà phía truyền thông Việt Nam thì ầm ầm mà vào đưa những cái thông tin rất là không có phải là sự thật mà họ cứ quan quan đưa lên như vậy. Các bạn biết tôi nói nó là một cái nỗi nhục đó, tại vì cộng đồng quốc tế họ xem họ thấy nè, mấy cái dân tộc này thật là kỳ lạ à, họ đánh giá cái mà còn cái dân tộc luôn chứ không phải là giỡn đâu, một cái dân tộc kỳ cục bởi những cái sai lầm mà họ cố chấp, họ hướng hướng dẫn dư luận đi đi chặt đường rầy. Đó là cái đề tài tôi nói khơi khơi về đề tài thứ hai. Ok thôi xin dừng like ở đây. Xin chào quý bà anh chị các bạn, hẹn gặp cái like thứ hai sẽ vô cùng hấp dẫn. Bye 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 b